Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng vừa có thư kêu gọi toàn thể người dân thành phố chung tay hỗ trợ công tác an sinh xã hội trong tình hình dịch COVID-19. Trong thư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tha thiết đề nghị toàn thể nhân dân thành phố cùng san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch. Người có điều kiện hơn hãy chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho những hộ gia đình hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn vì dịch bệnh, đặc biệt là những hộ gia đình ở ngay trong thôn, tổ dân phố, khu dân cư mình đang sinh sống. Ban công tác mặt trận khu dân cư sẽ là đầu mối trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận sự hỗ trợ của cộng đồng kết nối yêu thương với địa chỉ cần giúp đỡ tại địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.